túi bóng đen 2 kg và túi rác đen 2 kg, kích thước 24 x 28, chiều ngang đáy là 24 cm, chiều dài túi là 28 cm, 1 kg là 105 cái. Anh chị em có nhu cầu đặt mua thì vui lòng liên hệ tổng kho túi đóng hàng tại Hà Nội, đóng gói tiết kiệm.vn thông qua tổng đài 0839 57 57 57. Xin cảm ơn.